cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ cập nhật các bạn vào đầu cho vòng 16 của Sơ Cấp Bán Tái 2022. Khi mà người cầm bên đen là danh thủ hàng đầu Trung Quốc, chiến thần Vương Nhất sẽ đại chiến cùng kỳ thủ trẻ cầm bên tiên là Mạc Tử Kiện. Xin mời các bạn cùng đón xem. Chứ将军，吃。 吃。
吃 吃 将军。 吃 将军 吃 Và tiếp theo sau phần cờ cho bình xe bắt pháo đến từ bên của Phương. Từ trong bối cảnh như trên, biển tiên của mặt thực kiện đã phải buông cờ xin thua. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.